Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm mắm tép tại nhà. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta mua nửa cái tép tươi vẫn còn trong á, xong rồi ta về ta rửa sạch nhiều nước lên, xong rồi ta ngâm nước muối khoảng 15 phút và ta rửa sạch sẽ, xong ta để ráo nước, thật là ráo nước. Đó, đây là nửa cái tép. Và đây là một lạng nếp để mình làm thính. Và đây là 80g muối hột. Bây giờ ta bắt đầu rang thính. Bây giờ ta bắt đầu xay thính. Về nhà các bạn, đó, sóc về cho nó đều. Mình xay có sinh tố, mình không nên xay quá 4 phút. Nếu các bạn và các cháu xay quá 4 phút là nó sẽ bị cháy cối. Ta xay xong ta cho cối nghỉ. Cứ ta xay một lát ta cho cối nghỉ. Bây giờ thì thính của ta đã mịn rồi. Bây giờ ta đổ thính ra cái tô này. Các bạn và các cháu ơi, thính của ta đã mịn rồi đây. Nó thính của ta rất là mịn rồi. Bây giờ ta bắt đầu đi xay tép. Các bạn và các cháu ơi, mình làm cái này á thì cái gì cũng phải khô hết nhé. Tép, cái cối sinh tố, cái gì cũng phải khô hết. Bắt đầu xay tép. Khó xay hơn thịt các bạn ạ. Bây giờ thì mình đã xay thính rồi và ta đã xay tép xong rồi.
Bây giờ ta bắt đầu đi bỏ mắm tép, bỏ tép vào trong hũ ta muối. Đây là muối, mình bỏ một lớp muối. Đây là cái hũ mà mình rửa sạch sẽ, khô ráo hết rồi, hơi khô, thật là khô. Và đây là muối. Một lớp muối và một lớp thánh. Ta bắt đầu bỏ tép vào. Mình cho cái mắm cái tép này vô khoảng một đốt ngón tay các bạn ạ. Bắt đầu ta cho một lớp muối xuống. Các bạn và các cháu nhớ là rắc muối cho đều nhé. Rồi ta tới một lớp thính. Bạn xoay xoay cái tay này đã, nó tròn này, nó đều này. Bạn xoay như vậy này, nó đều, rất là đều. Người ta bỏ thêm một lớp tép. Rồi cho một lớp muối. Các bạn nhớ là cho muối hạt nhé. Rồi ta cho lớp thính. Nó thính được quậy về này rất là đều. Các bạn quậy cái tay về này nó đều lắm. Rồi ta cho lớp tép. Bây giờ ta cho lớp muối. Cái lớp muối ở trên á, mình cho nhiều lên một tí nha các bạn. Đó, lớp muối ở trên cho nhiều lên một tí. Nó giống như cơm rượu đó. Nếu mà các bạn và các cháu cho không đều muối, không đều thính thì tép nó sẽ hư. Cần nhất là lớp ở trên. Và ta còn bao nhiêu thính ta rắc hết bên trên luôn.
Bây giờ ta đậy nắp thật chặt lại và ta đem phơi nắng khoảng 2 tuần. Các bạn và các cháu nhớ này, ta đem phơi nắng được 2 tuần thì ta bắt đầu lấy đũa đảo lên, và ta phải lấy đũa khô đảo lên. Khi mà phơi nắng được 1 tháng rồi là bắt đầu mắm tép bắt đầu ngon. Nếu mà các bạn và các cháu làm cái này mà nếu mà trời không có nắng, ít nắng, trời râm hay là trời lạnh thì các bạn để 2 tháng là mắm tép bắt đầu ngon, và 6 tháng, và đến khi từ 6 tháng trở lên thì mắm tép rất là ngon. 6 tháng trở lên thì mắm tép sẽ như vậy đó. Mắm tép 6 tháng trở lên thì mắm tép sẽ rất là ngon. Các bạn nhìn đây đó, mắm tép đây là từ 6 tháng đến 7 tháng mắm tép rất là ngon. Còn bây giờ mình đem phơi nắng, mình cứ đem mình phơi nắng vậy đấy. Các bạn đừng có lấy vô là các bạn quên là thôi, nó sẽ hư. Cứ lấy vô xong để phơi ngoài nắng, xong rồi trời đêm thì cất vào, sáng cất ra, hay là đêm mình cứ để đó cũng được. Chứ các bạn lấy vào nhiều khi quên thì nắng sẽ hư. Phơi nắng là 2 tuần thì các bạn lấy đũa đảo lên, và 1 tháng thì mắm bắt đầu ngon, và từ trên 6 tháng thì mắm sẽ là người mắm thép rất ngon, thơm ngon. Và mình đem chấm thịt luộc cũng được, chấm rau cũng được. Đó, mình làm như vậy mình an toàn, không sợ gì hết, rất là sạch sẽ. Và mình xin nói lại các bạn một lần nữa là đây là nửa ký tép. Mình mua tép vẫn còn sống, là vẫn còn con tép vẫn còn trong. Mình về mình ngâm nước muối khoảng 15 phút, xong rồi mình rửa sạch sẽ. Mình rửa sạch sẽ xong ngâm nước muối khoảng 15 phút, xong mình vớt lên cho thật là ráo. Ta đã ráo xong ta đem tép và ta xay. Xay xong rồi còn cái phần thính thì ta mua một lạng nếp. Ta rang lên cho vàng xong ta để nguội ta xay ra là thính. Nếu các bạn không rang nếp được thì các bạn ra chợ mua một lạng thính. Một lạng tức là 100 gram. 100 gram về các bạn cứ cái hũ này thì các bạn phải để cho khô, thật khô, rửa khô ráo, cái gì cũng phải khô hết. Không được ướt, ướt là sẽ bị hư. Và tiện đây thì có một cháu mới hỏi cô rằng làm bánh bông lan mà cho bột gạo có được không? Bánh bông lan chỉ xài bột mì thôi, không cho bột gạo được. Và có một cháu mới hỏi cô rằng làm chè bột lọc hay bánh bột lọc gì á, pha bột nếp được không? Bánh bột lọc là chỉ bột năng thôi chứ không có pha bột nếp được. Cô hướng dẫn những cái gì thì các cháu cứ làm theo, các cháu có làm sai như vậy thì không được. Bánh bông lan xài bột mì thôi, mà bột mì còn rẻ hơn bột gạo nữa. Mà sao mấy cháu lại cứ muốn pha bột gạo? Bột mì chỉ có 10 ngàn, hơn 10 ngàn một ký thôi, còn bột gạo tới 20 ngàn một ký nè. Còn chè bột lọc cũng vậy á, bột lọc thì là ta làm bột năng thôi chứ ta không nên làm bột nếp. Bột nếp thì nó là bánh bột nếp. Còn chè bột lọc chỉ rất là bột lọc thôi. Các bạn ơi, vậy là ta đã làm xong hũ mắm tép. Còn thành phẩm của nó là đây. Trên 6 tháng thì thành phẩm nó sẽ như vậy. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn. Chúc các bạn và các cháu thành công.